số phận trong tù của các đàn em Nam Cam trong vụ sát hại trung sĩ Phan Lê Sơn. Trong đám đàn em Nam Cam, tức Trương Văn Cam, chùm băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu xã hội đen từng một thời lộng hành ở đất Sài Thành, có một số đối tượng hiện vẫn đang thi hành án phạt tù. Trong đó có những kẻ là sát thủ trong vụ đâm chém đậm chất côn đồ cách đây hơn 20 năm, khiến hai người tử vong, trong đó có một chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngẫm lại hành vi tội lỗi đã gây ra, họ mới thấy hối tiếc với chính mình. Đó là Bùi Anh Việt, chú ở hẻm 48 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Văn Công Tiến, chú ở hẻm 17 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, và Hồ Thanh Tùng, tức Hai Lợi. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bùi Anh Việt, thường gọi là Bảy Việt, bỏ dở con đường học vấn từ năm lớp 8. Bảy Việt ở nhà một thời gian, rồi theo đoàn cải lương trung hiếu suốt 5 năm mới quay về học nghề đóng giày từ năm 1993. Trong thời gian theo nghiệp cầm ca, Bảy Việt đã gây án, cướp tài sản và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo trong một phiên xét xử vào giữa năm 1987. Với nghề đóng giày dép cũng tạm ổn, nhưng Bảy Việt không muốn bó chân ở nhà, nên giữa năm 1996, theo bạn bè ra chợ cá Cầu Ống Lãnh bốc xếp gần một năm mới làm bảo vệ sân trượt patin Bạch Đằng ở đường Nguyễn Trường Tộ, phường 8, quận 4. Có lúc, Bảy Việt tự khai từng vượt biên trốn sang Thái Lan và bị cảnh sát nước này bắt giữ và ở tù suốt 3 năm, từ năm 93 đến năm 96 mới được hồi hương, nhưng lời khai đó chưa được xác minh thực hư. Đó là chuyện đời, con đường tình duyên của người đàn ông đa tình có nốt bướu nổi bằng hạt bắp trên đôi chân mày bên trái cũng lắm lận đận. Năm 1985, sau khi ly hôn người vợ đầu là Nguyễn Thị K.Y, Bảy Việt sống với Võ Thị K.P một thời gian thì người phụ nữ này xuất cảnh sang Canada, định cư từ năm 92. Người thứ ba, Bảy Việt chung sống như vợ chồng là Lê Hồ B.T, một nữ tiếp viên vũ trường trên đường Nguyễn Huệ, quận Nhất. Dù chênh nhau tới 17 tuổi, nhưng cô B.T vẫn phải chấp nhận làm vợ hờ một thời gian dài mới giải thoát được mình để đi lấy chồng khác sau khi Bảy Việt bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Khi nghe tôi hỏi về chuyện đầu quân cho chùm giang hồ Nam Cam, Bảy Việt kể: thực ra qua những lần ca hát, người tôi quen biết là chị Lê Thị Kim Anh, chủ quán bar Hoàng Hôn ở đường Lê Lợi, quận Nhất. Qua Kim Anh, tôi mới gặp Thọ Đại Úy và Nam Cam. Chính mối quan hệ này đã đẩy Bảy Việt vào vòng lao lý với mức án chung thân chỉ vì muốn thể hiện vai vế anh chị trong giới giang hồ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ đêm ngày 27 tháng 1 năm 2000, trung sĩ Phan Lê Sơn, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đang ngồi với mấy người bạn trong một quán nhậu ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp thì một đồng nghiệp điện thoại rủ đến quán Cấm Chỉ ở số 4 đường Hải Triều, quận Nhất. Trong lúc Sơn cùng bạn bè ăn phở uống bia thì Từ Anh Kiệt, biệt danh Út Lùn, chú ở cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, một đối tượng từng phạm tội hiếp dâm năm 1993 đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù, phóng xe máy tới chiếu đèn pha vào bàn. Bực tức trước hành vì thiếu văn hóa, Sơn bước ra cự đự, nhưng Kiệt không xin lỗi mà còn thách thức, nên bị Sơn cho hai cái bạt tai. Đồng bọn của Kiệt là Nguyễn Hữu Thịnh ở đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, con trai của Nguyễn Văn Thọ, biệt danh Thọ Đại Úy, một tay chân thân cận gọi Nam Cam bằng cậu ruột và điều hành nhiều hoạt động phạm tội. Lao vào nhưng bị Sơn đá vào bụng. Thấy bất ổn, chủ quán Cấm Chỉ và một số bạn bè của Sơn bước tới can ngăn. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, không ngờ Thịnh phóng xe máy về quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học, quận Nhất lấy dao, chở Thọ Đại Úy trở lại quán Cấm Chỉ, đồng thời điện thoại kêu Bảy Việt đến xử Sơn. Nghe tin, Bảy Việt bỏ giờ cuộc nhậu với Chín Hữu để ra tay hỗ trợ đàn em. Chính Bảy Việt đã đưa dao cho Hồ Thanh Tùng, chú ở chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận Nhất, và ra lệnh cho đối tượng này cùng Từ Anh Kiệt, Văn Công Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Song Toàn, Trần Dương đến quán Cấm Chỉ truy sát anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Khi thấy anh Sơn bỏ chạy ra phía đường Hàm Nghi, Bảy Việt phóng xe máy truy đuổi, tạo điều kiện cho bọn đồng chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Sơn và Hưng tử vong. Thọ Đại Úy cũng xông vào quán đập vỡ hai vỏ chai bia để làm hung khí, rồi lớn tiếng la hét văng tục, kích động đám côn đồ gây án mạng kinh hoàng trong vài phút và đã bị đồng bọn đâm nhầm nên phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn. Cuộc truy sát gây náo loạn khiến anh Nguyễn Văn Đông, cảnh sát hình sự quận Nhất nhà ở gần đó, phải lấy súng K54 bắn chỉ thiên. Những kẻ giết người dã man mới tẩu thoát khỏi hiện trường. Bảy Việt nhớ lại, sau khi xảy ra án mạng, tôi phóng xe đến quán bar Hoàng Hôn báo tin cho Kim Anh,
biết vụ truy sát đẫm máu và chở Kim Anh đến bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ đại úy. Sau đó đến quán Tân Hải Vân ở đường Nguyễn Trãi để ăn phở và tình cờ gặp con rể Nam Cam là Dương Ngọc Hiệp, biệt danh Hiệp Phò Mã. Tôi kể lại vụ truy sát rồi về nhà ngủ tại nhà của Kim Anh ở hẻm 42 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Vào thời điểm đó, Nam Cam đang ở khách sạn Las Vegas, Hà Nội nên Hiệp Phò Mã điện báo cho cha vợ bay về trong chiều cùng ngày để dàn xếp vụ việc. Sau khi nghe Thọ đại úy kể lại sự việc, Nam Cam vẽ ra một kịch bản nhằm đối phó với công an bằng cách kêu Thịnh ra đầu thú và không khai báo hành vi phạm tội của Bảy Việt cùng Thọ đại úy, mà sự có mặt của Thọ đại úy tại quán cấm chỉ là tình cờ đi mua phở và chân gà cho bạn gái. Còn Bảy Việt cũng tạo chứng cứ ngoại phạm khi khai rằng lúc ra hiện trường thì vụ án đã xảy ra nên không biết gì. Một mặt, Nam Cam không chỉ cho người đến nhà nạn nhân để xin lỗi, xin lo ma chay, bồi thường tổn thất tinh thần, mà còn chỉ đạo Bảy Việt ẩn mình tại nhà Kim Anh và lập kế hoạch đưa Bảy Việt trốn ra nước ngoài. Nhắc đến chuyện này, Bảy Việt tỏ ra ấm ức khi nói rằng: "Lúc đầu tôi không chấp nhận, nhưng Hiệp Phó Mã, Thọ đại úy và Kim Anh thuyết phục tôi trốn qua Campuchia, hứa hẹn sẽ tìm đường để tôi định cư ở Canada." Trước cuộc chạy trốn, Bảy Việt được Trúc Mẫu Hậu, vợ lớn của Nam Cam, cho 100 đô la, Lê Thị Hồng Ngọc, chủ quán Tân Hải Vân cho 2 triệu đồng, còn Nam Cam đưa cho Hiệp Phó Mã 20.000 đô để móc nối với Tư Miên, tức Tang Peng Chiêu, người Campuchia lấy vợ ở Sài Gòn, đưa Bảy Việt xuống cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An, giao cho một người Campuchia khác dẫn đường vào nội địa nước bạn. Ngoài số tiền xin được, Bảy Việt chỉ nhận thêm của Nam Cam 1.000 đô từ tay Hiệp Phó Mã, nhưng vì lỡ bước không thể quay về nên gã phải lang thang nơi đất khách. Bảy Việt kể: "Những ngày đầu, tôi đi với một ông người Campuchia có tên gọi là Phát. Ông này đã nhờ ai đó làm hộ chiếu giả, biến tôi thành người Campuchia để đưa qua Thái Lan trước khi tìm đường sang Canada. Mới qua cửa khẩu, tôi đã bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ về tội nhập cảnh trái phép bằng giấy tờ giả. Họ tống tôi vào buồng giam mấy ngày. Tư Miên biết tin nên nhờ người quen bảo lãnh cho tôi trở lại Campuchia. Sống chui nhủi ở đất khách, trong cảnh thiếu thốn đủ bề, vài lần tôi có điện thoại về Việt Nam, do hỏi Kim Anh về vụ án trước quán phở cấm chỉ. Sau đó thì Hiệp Phó Mã kêu tôi về lại Việt Nam gặp Nam Cam. Trong cuộc gặp đó, Nam Cam dặn tôi không nên khai chuyện họ ép buộc tôi trốn ra nước ngoài. Nam Cam còn nói với tôi rằng mấy người quen bên cơ quan điều tra hứa sẽ giúp cho tôi tù tội cũng chỉ một vài năm. Không ngờ tôi phải lệnh án chung thân." Nói tới đó, Bảy Việt quay mặt người khác, đôi mắt rớm lệ, chừng như vẫn còn ấm ức vì lời hứa hão của trùm Nam Cam. Trung tá Nguyễn Minh Luận, đội trưởng đội giáo dục hồ sơ phạm nhân trại giam Xuân Phước cho biết: "Bùi Anh Việt đến trại này từ ngày 3 tháng 3 năm 2004, nếu tính cả thời hạn tạm giam kể từ khi ra đầu thú vào ngày 17 tháng 3 năm 2000 thì đến nay phạm nhân này vẫn chưa được giảm án lần nào." Tìm hiểu tôi mới biết, trong kết luận điều tra vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận xét: "Mặc dù từ trước tới nay Bùi Anh Việt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận Bùi Anh Việt đã phạm tội giết người, tội danh được quy định tại điều 101 Bộ luật hình sự năm 1985 với vai trò là tên cầm đầu xúi giục." Và trong những năm tháng đầu tiên ở trại giam Xuân Phước, Bảy Việt liên tục gửi đơn kêu oan. Các cơ quan tiến hành tố tụng tối cao cũng đã có nhiều văn bản bác đơn của hắn. Khách quan mà nói, chẳng ai trách làm gì khi Bảy Việt lập luận rằng: "Tôi không phạm tội giết người vì không cầm dao hay hung khí gì khác đâm chém nạn nhân Phan Lê Sơn và Hồ Vũ Hưng." Còn bây giờ thì Bảy Việt cũng đã nhận thức được rằng nhiều kẻ ngồi ở nhà, đi ăn chơi, du lịch để tạo chứng cứ ngoại phạm khi thuê mướn, xúi giục côn đồ thanh toán đối thủ vẫn phải chịu tội giết người với vai trò chủ mưu và phải chịu hình phạt nặng hơn đối tượng trực tiếp gây án. Cùng gây án giết người trước quán cấm chỉ với Bảy Việt và đồng bọn còn có Văn Công Tiến, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ hộ khẩu thường trú tại số 330/17 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những đàn em thân tín của Nam Cam, kẻ bị kết án tù chung thân trong vụ án này. Học hết lớp 9, Tiến theo nghề phụ xế xe tải. 17 tuổi, Tiến đã bị Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 2 năm sau, Tiến theo đám bạn đi ăn bay trên đường phố nên tiếp tục bị Tòa án Nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Trong vụ sát hại Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, sau khi án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân, Tiến kháng cáo kêu oan và chối tội vì cho rằng mình không đâm anh Sơn. Thế nhưng các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai của đồng bọn và nhân chứng có đủ căn cứ chứng minh Tiến là sát thủ đã truy đuổi rồi cầm ghế nhựa tấn công khiến anh Sơn vấp ngã, rồi vung dao đâm 4 nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án,
Văn Công Tiến đến bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ Đại Úy và nghe tin hai nạn nhân đã chết, nên vội vã chạy đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Kim Yến ở đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, là người trực tiếp chứng kiến Tiến và đồng bọn truy sát. Nhưng Yến đã vẽ đường cho Tiến trốn đến ở nhà một người dì ruột Nguyễn Thị Lan, trú ở hẻm 11 đường Hải Đức, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, gần một tháng sau mới về lại thành phố Hồ Chí Minh và bị bắt tạm giam vào ngày 18 tháng 4 năm 2000. Theo đó, Yến cũng bị truy tố vì tội che giấu tội phạm. Khác với Bảy Việt, ngay từ những ngày đầu ở trại giam Xuân Phước, Văn Công Tiến tỏ ra lành tính nên đã được hai lần giảm án. Lần thứ nhất được giảm từ chung thân còn 20 năm, lần thứ hai được giảm 15 tháng. Bây giờ thì Tiến đang làm phó ban thi đua của ban tự quản phạm nhân. Gặp tôi, Tiến tâm sự: "Em cũng không hiểu vì sao lúc đó lại dại dột và ngông cuồng đến mức đã cùng đồng bọn gây ra tội ác. Mai này được tha tù về với cộng đồng xã hội, chắc rằng em sẽ không tránh khỏi một bản án lương tâm bám đuổi suốt cuộc đời." Trong cơn mưa lất phất chiều một ngày cuối tháng 8, các phạm nhân trại giam Phước Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an lục tục xếp hàng trở về các khu giam giữ sau một ngày lao động. Người đàn ông nhỏ thó mỉm cười, trông hiền lành khi nghe cán bộ trại giam gọi riêng ra ngoài. Anh ta là Hồ Thanh Tùng, tức Hai Lợi, một trong những sát thủ trong vụ án mạng gây ra cái chết cho trinh sát hình sự Phan Lê Sơn. Tùng thụ án tại trại giam này cùng với những tay giang hồ cộng cán dưới trướng một thời của Trùm Năm Cam, hay từng làm mưa làm gió tại chốn giang hồ như Thuyết Buôn Vua, Nguyễn Văn Nên. Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế, phạm nhân có nụ cười tươi nhưng ánh nhìn sắc lẹm, bảo dù rất muốn quên quá khứ lầy lội của mình, song sự thật ấy vẫn cứ đeo bám bản thân suốt những năm tù đầy. "Cũng dễ hiểu thôi, tôi suýt phải trả giá bằng cả tính mạng của mình mà." Tùng trầm ngâm. Thời điểm đầu năm 2000, Tùng vừa ra trại với bản án 10 năm vì tội giết người và trộm cắp tài sản. Về địa phương, nam thanh niên ngổ ngáo không có việc làm nên suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nhờ mối quan hệ của cha mình, Tùng lần lượt thử nhiều việc như bốc xếp, buôn bán trái cây và sau đó vào làm bảo vệ, giữ xe tại quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học, quận Nhất. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 2000, Nguyễn Văn Thịnh, con của Thọ Đại Úy và gọi ông Trùm Năm Cam bằng cậu, ẩu đả với trinh sát hình sự Phan Lê Sơn tại quán Cấm Chỉ. Ngay sau đó, người này gọi điện về cho cha kể sự tình thì được Thọ Đại Úy huy động nhiều thanh niên mang theo hung khí đến hỗ trợ. Tùng cũng được huy động tham gia và mang theo con dao bấm. Khi đến nơi, cả bọn lao vào đâm chém khiến anh cảnh sát và một người bạn tử vong. Sau khi gây án, các tên trong nhóm lần lượt bị bắt, Tùng cũng ra đầu thú. Lúc Tùng bị bắt, vợ mới mang bầu vài tháng. Ngày bị tòa tuyên án tử hình thì anh này được gia đình cho hay cô vợ trẻ đã bỏ con lại để đi lấy chồng mới. "Nhiều lúc tôi muốn tự tử ngay trong trại giam khi nghĩ đến cái ngày chết cận kề cũng như gia đình ly tán", phạm nhân này kể. Nhưng may mắn, đến phiên tòa phúc thẩm, Tùng được giảm án xuống chung thân. "Những năm đầu trong trại giam Phước Hòa, tôi liên tiếp gây rối đánh bạn tù, nhưng được các quản giáo khuyên nhủ cùng với cậu con trai được ông bà nuôi nấng đã biết bập bẹ tiếng ba, làm tâm trạng tôi cũng phần nào nguôi ngoai. Tôi rất mong muốn được trở về", Tùng nói. Những phấn đấu của phạm nhân này cũng có ngày thành công. Tùng đã được giảm án 3 lần, chỉ còn hơn 20 năm. Tính luôn những tháng ngày trong trại, còn hơn 5 năm nữa, anh sẽ trả xong món nợ với pháp luật. "Hơn 10 năm qua, tôi khao khát ngày về để được phụ giúp cha mẹ già và nuôi nấng con trai. Nó nhiều lần đến thăm hỏi động viên tôi. Nó bảo, ngoài ông bà nội ra, chỉ biết có đến tôi và rất mong tôi được trở về", Tùng nói về lý do khiến anh quyết tâm cải tạo thật tốt. Những ngày trả án, Tùng được dạy nhiều nghề, từ tách hạt điều, may túi sách, đan ghế. Ngoài những việc được giao, anh còn phụ thêm việc vặt khác của trại. Những lúc rảnh rỗi, anh lại thêu khăn hay những món đồ chơi nhỏ xinh gửi về cho ba mẹ và con trai. "Một mẫu thêu tay tôi làm được khoảng 5 đến 6 ngày tặng các cán bộ trại giam", anh kể với ánh mắt đầy tự hào. Nói về dự định trong tương lai, Tùng khẳng định sẽ không để mình dính vào vòng lao lý một lần nào nữa. "Cả đời tôi gần như chỉ ở trong tù. Có cơ hội trở lại với đời, tôi chắc chắn sẽ tu tỉnh và dạy con để đời nó không bao giờ sa ngã như tôi. Tôi nghĩ mình có thể nhận thêu tay trên quạt, khăn, quần áo để lo cho con", Tùng nói và khoe mảnh thêu có hình một thiên thần nhỏ nhiều màu sắc với đôi cánh hướng lên cao. Với phạm nhân này, hình ảnh đó chính là suy nghĩ của anh về cậu con trai đang ở với ba mẹ và ước mơ hướng thiện trong những ngày tù tội. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Trùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.